Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tini. Hôm trước thì Tini có làm một clip nói về cái việc là những cái cách để mà trị mồ hôi vùng dưới cánh tay. Thì ở clip đó Tini thấy các bạn ủng hộ rất là nhiều luôn. Cho nên là thẳng đà tiến tới, Tini tiếp tục làm clip này với cái nội dung là chia sẻ những cái cách có thể trị được mồ hôi toàn cơ thể luôn. Đó, nghe đến mồ hôi toàn cơ thể thì Tini biết là sẽ có bạn nghĩ rằng là ồ, chắc người nào đó ở dơ dữ lắm nên mới bị mồ hôi như vậy. Nhưng mà không phải đâu các bạn, có những người ta chăm chỉ vệ sinh thân thể cá nhân lắm luôn nhưng mà người ta vẫn bị mồ hôi toàn thân. Bởi vì á, đôi khi á, là cái tuyến mồ hôi của mình á các bạn, khi mà tiết ra là nó đã hôi sẵn rồi á. Cho nên nếu như mà bạn có một người bạn nào đó, hoặc là khi mà ra đường mình có gặp một người nào đó mà có mồ hôi toàn thân á, thì các bạn đừng vội chê người ta ở dơ mà hãy thông cảm với người ta. Đồng thời thì nếu được á thì các bạn hãy chia sẻ clip này đến với người đó. Biết đâu sau khi xem video này thì người bạn đó có thể tìm ra được một cái phương pháp để mà trị dứt điểm mồ hôi của cơ thể mình một cách hoàn hảo nhất. Bây giờ mình sẽ vào nội dung chính luôn nha các bạn, và mình sẽ nói theo thứ tự từ đầu cho tới chân nha. Thì trước tiên là tóc. Tóc của mình á thì nếu như mà bạn nào mà vệ sinh sạch sẽ, kiểu như tắm rội thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ không hôi đâu. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà làm cho tóc mình bị hôi, ví dụ như là mình đi ăn uống nè, thì mình khi mà mình ăn lẩu hoặc là ăn đồ nướng á các bạn, thì cái mùi khói với lại cái mùi đồ ăn á bốc lên thì nó sẽ bám vào trong tóc của mình, như vậy thì làm cho tóc mình hôi. Với lại trong những cái trường hợp á là nhà của mình hơi chật á, cái chỗ cái bếp ăn của mình á, thì khi mà nấu nướng xong mình ăn cơm liền á thì mình cũng rất là dễ bị bám mùi nữa. Ngoài bám mùi ở trên tóc ra thì mùi đồ ăn cũng bám lên trên quần áo nữa. Đó, và cái hướng giải quyết ở đây, nếu như mà bạn là ăn với người nhà rồi đi ăn xong mình về nhà liền thì không cần gì phải nói rồi đúng không? Nhưng mà lỡ biết đâu các bạn đi ăn với đối tác, đi ăn với người yêu chẳng hạn, và khi mà đi ăn xong á mình còn phải đi một cái làm một cái việc gì đó nữa mà mình không về nhà liền, thì cái cách giải quyết nó rất là đơn giản luôn các bạn. Trước khi mà vào quán ăn á thì các bạn búi tóc cao lên, giống như buộc một cái củ tỏi trên đầu vậy đó. Thì để búi tóc cao lên như vậy để tránh cái tình trạng là mùi khói hay là mùi đồ ăn á nó len lỏi vào từng sợi tóc của mình rồi nó bám vào trong chân tóc, như vậy nó rất là hôi. Khi mà mình búi xong á, mình ăn xong cái đầu mình đi ra ngoài mình xõa tóc ra là tóc của mình giảm mồ hôi rất là nhiều luôn á. Tini đã thử và thành công rất là tốt. Ngoài ra đối với quần áo á thì mình để mà tránh bám vào trong quần áo của mình á thì mình có thể mặc một cái áo khoác vào trong người, khi mà ăn uống thì cái mùi đồ ăn nó sẽ bám vào áo khoác, sau đó rồi đi ra ngoài đi đến một cái nơi tiếp theo để mà tiếp khách nữa thì mình cứ cởi cái áo khoác đó ra rồi chịu khó về nhà mình giặt lại cái áo khoác là xong, còn quần áo của mình bên trong vẫn không bị bám mùi hôi. Nếu như bạn đã áp dụng hai cái cách đó rồi nhưng bạn vẫn sợ mồ hôi bám trên người thì cái hướng giải quyết tiếp theo đó chính là ta-da, chai dưỡng tóc. Thì cái chai này các bạn có thể mua được rất là nhiều chủng loại ở trong siêu thị. Đó thì mình đi vào toilet và sau khi ăn xong nha, vào toilet rồi mình xịt lên tóc của mình thôi. Đó, xịt chừng 2 hoặc 3 xịt trên tóc là tóc của bạn sẽ có mùi hương thơm mát lại liền. Ngoài ra cái chai này nó cũng dưỡng tóc cho mình nữa mà không có làm cho tóc mình bị bết dính nữa các bạn. Đó về phần tóc. Còn về phần quần áo, nếu như mà bạn hôm đó bạn lỡ bạn không mang áo khoác theo thì làm cách nào? Thì đó chính là chanh hoặc là tắc. Đó, vì ở đây thì mình sẽ dùng tắc để minh họa cho các bạn. Thì các bạn sẽ xin cái nhà hàng cho tôi một lát chanh hay là một trái tắc gì đó. Rồi khi mà vào toilet thì các bạn nặn cái phần nước chanh này nè để rửa tay, rửa phần cánh tay luôn nha. Thì cái phần nước chanh này nó sẽ lội mùi hôi rất là tốt cho bạn luôn, mùi hôi của đồ ăn á. Ngoài ra, sau đó thì các bạn quay cái phần cái vỏ chanh lại, rồi các bạn nặn cái dầu, cái tinh dầu của chanh á, các bạn nặn vào quần áo của mình. Thì khi mà mình nặn á thì cái vỏ này nó sẽ bay cái mùi tinh dầu ra, cái mùi tinh dầu đó sẽ giúp bạn lội đi mùi thức ăn, cũng khá là tốt đó. Tiếp theo là đến miệng. Người ta hay nói là cái miệng kiện cái thân, trong trường hợp này là quá đúng luôn các bạn. Tại vì khi mà mình ăn uống những cái chất kích thích, ví dụ như là hành tỏi nè, thì trong đó cũng có những cái thành phần mà làm cho cái tuyến mồ hôi của mình hôi hơn bình thường nữa các bạn. Ngoài ra thì những cái chất như là mắm tôm chẳng hạn, thì khi mình ăn vào thì miệng mình sẽ có cái mùi khá là bị hôi. Đó, nếu như mà mình ở nhà thì mình chỉ cần đánh răng, súc miệng, súc bằng nước súc miệng vậy là xong, đúng không? Rồi như vậy là mình sẽ sạch sẽ và mình thơm tho trở lại rồi. Nhưng nếu như mà bạn đi ăn mắm tôm ở ngoài hàng tiệm, rồi bạn đi làm việc gì đó nữa thì như thế nào? Thì giải pháp đặt ra ở đây đó chính là ta-da, một ly sữa tươi. Thì sữa tươi thì các bạn có thể mua được ở đâu cũng có, hoặc là các bạn bỏ trong túi xách đó. Khi nào mình ăn đồ ăn kệ mình cảm giác là bị hôi miệng, như mình ăn mắm tôm nè, ăn cà ri nè, ăn hành ăn tỏi nè, thì mình sẽ
uống một ngụm sữa tươi, uống càng nhiều càng tốt. Sữa tươi vừa có lợi cho sức khỏe, vừa đẹp da và vừa tránh được hôi miệng nữa. Bởi vì ở trong sữa tươi các bạn có cái chất gì đó mà mấy nhà khoa học nói là sẽ diệt được mùi thành tỏi. Nói chung là Tini đã thử và thấy hiệu quả rất là cao luôn. Đó là đối với mùi hôi miệng. Như lúc nãy mình có nói là có những cái chất mà làm cho cái tuyến mồ hôi mình bị hôi hơn bình thường nữa. Thì như vậy khi mà mình lỡ ăn những cái chất đó thì để khắc phục cái tình trạng đó thì các bạn có thể ăn thêm nhiều rau củ quả, đặc biệt là rau xanh, với lại những cái trái cây mà có cái tính chua, cái tính khử đó các bạn. Ví dụ như là cam nè, rồi có thể uống nước chanh nè. Thì những cái chất đó đó sẽ làm cho cái tuyến mồ hôi của mình giảm đi cái mùi hôi rất là tốt luôn. Đó là Tini nói về cái điều kiện bên ngoài tác động vào làm cho miệng mình bị hôi hay là mùi hôi của mình bị hôi. Tuy nhiên đối với một số bạn là lỡ mà đã áp dụng những cái cách này rồi mà miệng vẫn không hết mồ hôi và vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, đánh răng rất là kỹ càng rồi nhưng mà miệng vẫn không hết mồ hôi, thì các bạn có thể xem lại tình hình sức khỏe của các bạn. Bởi vì có những cái bệnh ví dụ như là đau bao tử nè, thì khi nó làm cho mình kiểu giống như là bị trào ngược dạ dày với các bạn, cái mùi hôi ở trong dạ dày nó sẽ bốc ra ngoài làm cho mình bị hôi miệng chứ không phải là do mình ăn uống bị hôi miệng đó. Các bạn phải biết được là cơ thể mình bị hôi miệng như thế nào để mà tìm cách chữa trị tốt nhất. Tiếp đến là mùi hôi vùng nách và vùng thân. Vùng nách thì mình đã có làm riêng một video rồi, nếu như mà bạn nào muốn xem á, thì có thể xem lại, mình để đường link ở phần mô tả video này nha. Còn vùng toàn thân á, thì nếu như mà bạn nào có cái tiếng mồ hôi nồng nàn hơn người bình thường thì các bạn siêng năng tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ. Phần quần áo á, thì các bạn nên dùng nước xả vải để mà xả lại, bởi vì trong nước xả vải lúc nào nó cũng có hương hoa thoang thoảng hết á, thì cái hương này nó sẽ lưu lại trên quần áo mình gần như cả ngày luôn á. Các bạn Tini dùng thì Tini thấy nó rất là thơm đó, nhưng mà cái mùi thơm của nó không có nồng như mùi nước hoa, nó sẽ không làm cho người khác cảm giác là quá nồng quá khó chịu, nhưng mà lúc nào cái mùi hương nó cũng thoang thoảng rất là dễ chịu. Các bạn lưu ý là tránh cái suy nghĩ là dùng mùi nước hoa để lấn át mùi hôi nha các bạn. Ở trong cái tình trạng này thì các bạn càng làm nó tồi tệ hơn thôi. Bởi vì cái mùi nước hoa khi mà mình xịt nhiều á thì nó sẽ tạo cho người khác cái cảm giác rất là nồng. Có khi mà Tini đi ngang một người khác nào xịt nước hoa mà Tini thấy chóng mặt luôn á các bạn. Thật sự là như vậy luôn á. Tại vì người ta xịt quá nhiều đó, cho nên nước hoa mình chỉ xịt ít thôi để cho cái hương hơi nó thoang thoảng, và nếu nó ít á thì nó không thể nào lấn át được mồ hôi cơ thể của mình được, là như vậy. Cho nên là Tini ưu tiên chọn nước xả vải hơn là nước hoa. Riêng đối với những bạn nữ á, để mà lúc nào cơ thể cũng có cái mùi hương thoang thoảng và cảm giác nó rất là tự nhiên á, thì các bạn có thể dùng em những cái em mà sữa dưỡng da như thế này nè các bạn. Đó thì khi mà mình tắm xong, ngay khi mà mình tắm xong nha, mình tập trung thoa ở phần cánh tay, phần cánh tay nè, với lại phần thân của mình. Đương nhiên là các bạn có thể thoa hết toàn thân rồi, nhưng mà tập trung hai vùng đó là nhiều nhất. Bởi vì sao? Bởi vì vùng thân của mình á, thì khi mà mình thoa nhiều sữa dưỡng lên thì sữa dưỡng sẽ làm cho cái vùng thân của mình lúc nào cũng lưu giữ một cái mùi hương thoang thoảng hết trơn á. Ngoài ra ở cái vùng hai cái cánh tay này nè các bạn, khi mà mình tiếp xúc với người khác á, thì lúc nào mình đương nhiên là mình sẽ cái phần cánh tay của mình sẽ tiếp xúc với người ta gần hơn so với những cái phần khác trên cơ thể. Cho nên khi mà mình tập trung mùi hương ở phần cánh tay nhiều thì người đối diện sẽ có cái cảm giác là bạn lúc nào cũng có cái mùi hương thoang thoảng rất là tự nhiên, rất là dễ chịu hết trơn á. Cuối cùng là phần chân. Tini thấy là có rất là nhiều bạn hay than phiền là ô mình bị hôi chân, không biết làm cách nào để hết, rồi nói chung là bla các thứ rất là nhiều xoay quanh vấn đề là bị hôi chân. Nhưng mà Tini thấy đôi khi là các bạn chưa có để ý kỹ, thật ra không phải chân các bạn hôi đâu, mà là do đôi giày của các bạn đó, giày mà vớ các bạn hôi á. Và để trong cái tình trạng này để khắc phục á, thì các bạn khi mà các bạn đi giày ra ngoài về á, thì các bạn để đôi giày của mình ở nơi thoáng mát, và các bạn nên phơi nắng đôi giày của mình ít nhất là một tuần một lần. Và nhớ nè, không có để cái tình trạng như vậy, không để vớ vào trong đôi giày như thế này nha các bạn. Phải đi về là phải mở vớ ra, để đôi giày của mình thoáng mát, ở nơi thoáng mát, và nếu được thì phơi nắng. Phơi nắng một chút xíu thôi, các bạn không cần phải phơi cả ngày đâu. Các bạn phơi từ 15 đến 20 phút là cái đôi giày của mình sẽ hết mùi hôi liền. Còn đối với vớ, vớ thì cũng vậy luôn. Khi mà mình đi về á, thì mình sẽ để vớ ở nơi thoáng mát. Nếu mà xiên thì các bạn có thể phơi nắng vớ, hoặc là các bạn có thể giặt vớ thường xuyên. Một tuần thì các bạn có thể giặt 1 đến 2 lần. Nếu như mà bạn nào kỹ hơn nữa, giày sau khi phơi nắng rồi, các bạn có thể bỏ một cái túi lọc trà như thế này nè vào trong cái chiếc giày của mình. Đó, để vào đây. Túi lọc này, túi trà này á, có thể giúp cho bạn hút được chất ẩm của giày và
khử được cái mồ hôi của giày luôn. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn không dùng túi lọc túi trà này á, thì các bạn có thể dùng vài cái hạt cà phê mà rang rồi, mà cà phê mà cái loại mà ở ngoài tiệm mà người ta chưa có xoay, các bạn còn cái hạt đen đen luôn á đó. Đó thì các bạn bỏ hạt cà phê vào trong chân, trộn vào trong giày như vậy thì cũng sẽ loại được mồ hôi rất là tốt luôn á. Đó là khi bạn ở nhà. Nhưng mà ở trong trường hợp các bạn muốn đi du lịch và các bạn lại không muốn giặt giày thì các bạn làm cách nào? Rất là đơn giản luôn. Thì mình cũng đem theo một đôi giày, và khi mà mình mang á các bạn, mình mang giày đi du lịch đó, thì mình chịu khó mình thay vớ nhiều lần. Bởi vì thật ra cái mùi hôi không phải xuất phát từ đôi giày của mình mà xuất phát từ đôi vớ của mình. Khi mà chân của mình đổ mùi hôi thì nó sẽ thấm vào vớ, vớ nó sẽ thấm qua giày. Đó là cái nguyên lý mà làm cho đôi giày của mình bị hôi. Cho nên nếu như mà đi du lịch thì các bạn không cần giặt giày, và nếu như mà bạn lười phơi nắng thì cũng được luôn, với điều kiện là các bạn mua thật là nhiều vớ. Nếu như được thì các bạn có thể mua đôi mắc tiền, nhưng mà để tiết kiệm thì các bạn có thể mua những cái đôi vớ rẻ tiền thôi, rồi xong mình mang tầm khoảng 2 đến 3 ngày, hoặc là 1 ngày 2 ngày, thì mình bỏ đôi vớ đó riêng rồi mình thay cái đôi vớ mới. Trong trường hợp vớ rẻ tiền hơn tiền giặt ủi, tại vì có những cái khách sạn người ta vẫn nhận giặt vớ cho bạn luôn, nhưng mà giặt vớ với cái giá rất là cao. Tini nhớ hôm trước Tini đi du lịch là giặt một đôi vớ là 50.000. Thôi Tini thấy 50.000, Tini đi mua những cái đôi vớ mới rẻ tiền hơn, mình mang như vậy vừa nhanh hiệu quả rồi tiện ích mà mình mang được vớ mới nữa. Nói chung là tính như thế nào để cho tiết kiệm chi phí nhất và các bạn luôn được thơm tho sạch sẽ nhất thì các bạn áp dụng thôi. Khi mà ban ngày mình đã đi chơi với cái đôi giày này rồi thì tối về mình thay nó ra rồi mình để ở nơi thoáng mát nè. Và kỹ hơn nữa thì các bạn bỏ vào mỗi một chiếc giày á là một cái túi trà như thế này. Túi trà thì ở khách sạn có rất là nhiều, hoặc là các bạn mua theo rất là đơn giản đó. Mỗi một chiếc một túi nha các bạn. Đó, rồi bỏ vào như vậy, sáng hôm sau mình lấy giày đi chơi sạch sẽ thơm tho mát mẻ. Mình đã chia sẻ với các bạn những mẹo giúp cho các bạn có thể loại trừ mồ hôi của toàn thân mà không cần nhờ đến dầu thơm, nước hoa các kiểu. Đó, rất là hay đúng không các bạn? Và nếu như mà bạn nào cảm thấy là thích cái chủ đề này thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Hoặc là nếu như bạn muốn Tini làm thêm những cái chủ đề nào giống như vậy nữa thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để góp ý với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bye!